hơi chướng, cái tính ông hơi chướng là cái gì không rất là lâu ảo. Ngày hôm đó ổng cứ cười hoài cô, không biết làm sao mà xỉn vô cứ ngồi vậy nè, nhìn xuống đất nha, cứ vậy hết, con sợ chứ. Thì là vợ con á, mỗi lần mà làm ngọt á thì sẽ hay nói với con là, hoặc là con làm một cái gì đó mà nó tốt, nó làm cho vợ vui, thì vợ con sẽ nói là giỏi nè, tối nay thưởng nha. Mà tối nó có thưởng không? Dạ ngủ. Ngủ. Mà con tức đến bây giờ con vẫn ngày hôm đó con là người trả tiền khách sạn và con vẫn không hiểu tại sao là khách sạn nó lại thu tiền trước, tại vì bình thường nó xong rồi nó mới trả tiền. Mà ngày hôm đó nó bắt buộc phải trả tiền trước thì lúc anh xỉn anh đâu biết, con đâu thể nào lấy bóp ảnh ra được, thì con lấy tiền con ra con quẹt thẻ con giả đi lên phòng. Trời, tôi mê cái giải tơ tầm thiệt á chị. Chị mặc đồ mê cái giải này dễ sợ luôn á. Rồi mời hai chồng giới thiệu về mình nè. Con tên là Hoàng Thị Thu Thảo, con 33 tuổi. Công việc hiện tại của con là barista trainer, dạy về cà phê. Cà phê. Rồi mời. Dạ, mời con. Con chào cô, con chào chú. Con tên là Hồ Anh Đức. Con thì lớn tuổi hơn vợ con. Công việc chính của con là biên tập viên với lại người dẫn chương trình, thường làm nhiều về radio. Vậy thì cái cơ duyên nào mà chàng biên tập gặp cô nàng Đoán đi dễ hiểu quá mà. Biên tập chương trình có một cái gì đó, ví dụ trong chương trình Cà Phê Sáng, mời một cái người phụ nữ biết về cà phê đến về, để trao đổi về cà đúng phê không? Ủa đúng không? Mời để 10 điểm không có nhân, dạ, không cần phải giải thích thiệt nữa. Không? Dạ. Thiệt không? Dạ. Con thích cà phê, con hay đi lân la quán, uống quán này quán kia. Mình mới thắc mắc là mình thấy các bạn mà barista là nam nhiều quá. Xong rồi mình mới nói là không hiểu là liệu con gái làm nghề này có nhiều không. Xong rồi con mới được một anh tư vấn là ở cái quán kia kìa, có cái cô này á, cô vừa dễ thương mà cô pha cà phê ngon lắm. Cái xong rồi mình cũng khéo léo mình xin trước cái Facebook để mình vô mình nhắn tin làm quen, để mình coi coi là cổ làm ca nào. Tại vì con biết là barista sẽ làm theo ca. Nên là mình hỏi trước thì mình được hồi đáp. Xong rồi sau đó là biết ngày biết giờ rồi. Nên là mình lên đồ mình đến nơi thôi. Lần đầu tiên gặp cô này, con có ấn tượng gì về cổ không? Con lên đồ theo cái cách nhìn của con là một cái bộ đồ nó đẹp nhất và nó đàn ông nhất. Xong rồi con thì đâu đó thì con cũng thích rap. Nên là đến đó thì mình cũng có chuẩn bị một bài rap, tại vì mình biết là cô này là cô làm cà phê, chắc chắn là cô phải thích cà phê rồi. Rap. Dạ. Còn mấy nhớ, câu hay mấy câu gọi con bài. Còn nhớ cái bài đó không? Dạ nhớ chứ. Cái đó con nói là đặc đen đắng. Đặc đen đắng không chỉ là như vậy, cả thế giới vị giác xoay quanh ly cà phê, thơm chua ngọt cân bằng và dư vị, biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê. Hand drip drip come here to sip sip, no drip drip ready to sip sip. Một số cách pha chế từ máy hay là tay, cà phê uống một ngụm tỉnh đấy hay là say. Hay quá. Nghe cái rap đó không thôi là đã vượt ngã rồi. Dạ, trước khi nghe cái đó thì cái cảm giác ban đầu khi mà con gặp ảnh, tức là khi mà ảnh nhắn tin trước rồi thì con ở Sài Gòn này, con ở lúc đó là từ năm 2009, năm con gặp ảnh là 2019, thì cũng 10 năm. Con nói ở Sài Gòn này ai mà con trai mà chạy Vespa với lại mặc áo sơ mi đen phi bóng, mặc quần jean ôm, xong rồi là rồi. Con mẻ rồi. Dạ, dạ đúng. Con đi là con mẻ rồi, bước vô là nó rồi. Rồi xong, thôi kệ làm bạn cũng được. Xong rồi con, anh vô thì con cũng tiếp khách giống như bình thường thôi. Nhưng mà sau nghe cái bài rap xong rồi nói chuyện với nhau trong cái khoảng thời gian mà mình tương tác với nhau ở quán á, thì con nói chắc có thể là bạn có thể tâm sự được. Xong rồi về thì hai con với lại anh cũng giữ liên lạc với nhau, cũng hay nhắn tin, có khi nhắn đến 2-3 giờ sáng. Nãy em nghe bạn tâm sự không? Nói, con đã chuẩn bị một cái bộ đồ mà theo con là ok nhất cái thời điểm đó, vừa lên vô cái xuống ấn tượng. Cái buổi nào là cái buổi mà con xác thực ảnh là đờn ông đó 100%? Là 2-3 tuần gì đó không gặp nhau, tại vì con là trong lúc đó là con đang trong giai đoạn tập để con đi thi giải thế giới, con đi thi tận ở Đức lận. Nên là khoảng thời gian đó con tập trung hoàn toàn cho cái việc thi đấu, thì lúc đó tụi con chỉ nhắn tin với nhau thôi. Thì cái ngày hôm mà ảnh hẹn con á, thì lúc buổi trưa ngày hôm đó là đã gặp nhau ăn cơm rồi. Tại vì ảnh có hứa là thôi em đi thi về đi, xong rồi anh sẽ mời em qua nhà ăn cơm. Và bữa cơm ngày hôm đó là mẹ chồng con lúc đó là nấu cho hai đứa con ăn. Mà cái buổi ngày hôm đó chỉ có hai đứa con ngồi ăn thôi, mẹ chồng ngồi đó luôn. Bữa cơm rất là đậm chất người Bắc. Dạ, thì con thích. Xong rồi lúc đó là ăn cơm xong rồi hai đứa cũng ngồi nói chuyện không có gì hết. Xong đến tối ảnh nói là bạn ảnh có rủ đi nhậu. Cái con cũng ok, con nghĩ là chỉ là đi ăn uống xong đi nhậu xong rồi đi về thôi. Thì hôm đó là tổ chức sinh nhật cho cái anh đó nữa, nên là đi tầng 2. Đi tầng 2 là lên lên một cái bar ở trên. Sky bar. Sky bar. Xong ảnh cũng muốn cột đồ này nọ, xong ảnh cũng muốn cột đồ này nọ. Đồ các kiểu xong cái đó.
còn lại nữa. Dạ đúng rồi. Sao này? Trời chị ơi. Có nghĩa là trời ơi, có nghĩa là con bé này nó vừa xả được xong cái nó lo âu lại. Dạ đúng. Dạ đúng. Hiểu chưa, hiểu chưa? Mà đỉnh điểm nhất là nhìn thấy nó múa cột á cho. Dạ đúng. Xong lúc đi về thì con đâu có nghĩ là anh bạn thân của hai lúc đó là bạn thân của anh Cáo á là chở con về tại nhà. Lúc đó là con ở trọ quận 10, nhà nó quận 2, thì chở con đi về quận 10, thì đi ngang cái đường Bùi Thị Xuân, thì cô biết ở đường Bùi Thị Xuân thì rất là nhiều khách sạn. Con không có chuẩn bị trước gì hết, thế là cái tự nhiên cái ông này tự nhiên đòi đòi xuống xe, con tưởng nó là đi ói. Không, một mình lủi vô trong khách sạn. Xong rồi con nói ủa chết rồi anh Hải ơi, anh Cáo đi đâu vậy, chắc anh đi kiếm khách sạn đó. Kêu nói thôi để em vô em kêu anh Cáo ra chứ để ảnh mình trỏng chắc người ta không nhận đâu. Cái con đi ra kêu, ngày hôm đó ổng cứ cười hoài à cô. Con không biết làm sao mà xỉn vô cứ ngồi vậy nè, nhìn xuống đất nha, cứ vậy hết. Tụi con sợ chứ. Người sợ. Ta nhân viên khách sạn người ta cũng sợ. Lúc đó là người ta báo hết phòng thì mới hỏi, thì cái người ta nói ở bên kia còn phòng, tụi bên kia nhỏ hơn. Ảnh leo lên xe người ta chở vào bển luôn. Cái con nói anh Hải ơi chết rồi, ảnh đi một mình qua bên kia rồi. Cái anh Hải nói em cứ lo cho nó trước đi, rồi có gì điện thoại cho anh. Xong cái đi lại bên kia ổng cũng lại tiếp tục ngồi cười. Xong cái người ta nói không có được, tại vì nếu mà ảnh muốn ngủ ở đây, ảnh muốn thuê khách sạn thì phải có thêm một người tỉnh táo ở đây chứ không người ta không có nhận như vậy. Cái con đồng ý. Con nói thôi anh Hải ơi chắc để em ở lại với ảnh. Thì lúc đó con nghĩ ông đẹp xỉn cũng làm gì có gì đâu. Mà con tức đến bây giờ con vẫn ngày hôm đó con là người trả tiền khách sạn. Và con vẫn không hiểu tại sao là khách sạn nó lại thu tiền trước, tại vì bình thường là xong rồi nó mới trả tiền. Mà ngày hôm đó nó bắt buộc phải trả tiền trước, thì lúc đó anh xỉn anh đâu biết, con đâu thể nào lấy bóp của anh ra được. Thì con lấy tiền con ra, con quẹt thẻ con giả đi lên phòng. Xong thì lúc đầu không có gì đâu, nửa đêm bắt đầu ông này chắc là cũng tỉnh tỉnh rồi đó cô. Bắt đầu mân mê qua, mà lúc đó là con mệt con buồn ngủ, mà tính con buồn ngủ là con khó buồn chịu xuôi. Lắm không, lúc đầu con khó chịu xong rồi khó chịu không được con buồn xuồng lại gì lạ. Vậy là đêm đó là bắt đầu con mới đúng là con Cáo á, đúng không? Bắt đầu con là kể con đúng không? Con giả bộ cái chiêu của con là con giả bộ con cười như một thằng điên để cho con bé này nó phải ở lại với con, đúng không? Chắc hay con nghe vậy không hay là con xỉn thiệt? Lúc đó là con xỉn thiệt. Thiệt không. Mà con nghe vợ con kể lại mới nhớ, nhưng mà những cái gì mà con tương tác với vợ là con nhớ rất kỹ. Con không hiểu sao á, tất cả những cái khác nó liên quan tới sinh nhật bạn con quên hết. Mà chỉ riêng có cái vụ mà tương tác thôi. Tương tác thì là con nhớ. Là con lại rất nhớ. Là cái đêm đó là nửa đêm con giật mình thức giấc là con nhớ rất kỹ luôn, đúng không? Dạ đúng rồi. La hồn người cô quá cáo đó, luôn đó. Chắc như tháng sau có tình vui. Dạ không, chắc phải 3 tháng sau hả? Bây giờ tới cái phần hấp dẫn nhất, gần như đặc sản. Hãy cho biết tật xấu của nhau. Cái thứ nhất là con thích, con rất là thích được nghe vợ con khen. Nhưng mà chính vì vợ con biết điều này nên là vợ con rất ít khi khen con. Không bao giờ khen con hả? Không bao giờ thì hơi quá, nhưng mà ví dụ như 2 tháng, 3 tháng gì đó khen được lần. Cái tính con cũng hơi chướng. Nên là cái gì em không thích là con làm. Thật sự mà nói thì con rất là tự hào. Này khen công khai luôn đó. Công khai luôn còn gì nữa. Được chưa anh? Rồi. Còn một cái nữa đó là hai đứa ngồi với nhau trước khi cưới thì vợ con có nói là thôi đừng hứa hẹn gì hết. Nhưng mà tới lúc cưới á thì vợ con lại hứa. Nhưng mà hứa chỉ có một cái thôi nhưng mà không thực hiện theo như cái lời hứa đó. Không có vấn đề đi, nói vậy cho dễ hiểu đi. Thì là vợ con á, mỗi lần mà làm ngọt á thì sẽ hay nói với con là hoặc là con làm một cái gì đó mà nó tốt, nó làm cho vợ vui, thì vợ con sẽ nói là giỏi nè, tối nay thưởng nha. Mà tối nó có thưởng không? Dạ ngủ. Nó xù. Ngủ. Nó xù đó, thường là thường mấy nhỏ hay hứa cái vụ đó là tối nó xù. Trời ơi, như vậy là tội thất hứa. Mà ví dụ như người ta hứa xong rồi lâu lâu thỉnh thoảng làm thì không nói, mà cái này đã hứa là không làm. Thù hoài vậy hả con? Cho nên tới bây giờ là mỗi lần con nghe vợ con nói câu này thì con không có từ chối được. Nhưng mà con biết là kết quả nó như thế nào. Thương thằng nhỏ quá. Đứt ruột, đứt gan, trời đắng luôn. Mà muốn khóc luôn á, thiệt. Con mong muốn vợ con giải thích thôi. Đừng có thất hứa. Đừng có thất hứa. Dạ. Thôi giờ tới con đó. Tới con đó con. Đó. Thảo. Thì với con là như vậy ok rồi. Nhưng mà có những cái mà tế nhị trong gia đình á, thì anh hơi không có tế nhị. Ví dụ như đang ngồi, nguyên cả gia đình đang ngồi, anh đứng lên là một xíu nữa là nghe mùi liền. Là chuyên gia bỏ bom nhưng lại ném để cho người khác thưởng hết. Mà con bây giờ nó biết nói rành lắm rồi. Nó biết cái gì đúng cái gì sai. Mà mỗi lần như vậy là con sẽ nói anh đúng không?
cái con mà quay qua latte, anh Đức kêu là không, không phải anh. Cái con quay qua latte, latte nó con không có nha, con không có, chắc là ba đó chứ không phải con đâu. Đó, cái đó mới xấu đó, cái đó mới xấu. Bị đó. Con bắt quả tang. Đi vệ sinh rất là lâu, tại vì ở nhà có người lớn nữa, tại vì mỗi lần anh đi là anh biết là ảnh mà đi lâu là con sẽ la, nên là anh sẽ đi qua toilet của ba mẹ. Ngồi hơn một tiếng đồng hồ ở trong, con không biết làm gì nữa, một ngày đi 3-4 lần. Điện thoại á con. Tại vì cái tâm lý nha, này chú phân tích coi đúng không? Tại chú đã từng làm một cái tập phim rồi, tức là ông chồng ổng chỉ hay chạy vô cái phòng của ba má ổng ngồi, và ổng vô trong đó ổng chơi game hoặc là ổng đọc Facebook. Thật ra như này nè, không có giải quyết một cái gì cả, chỉ là cái gì ngồi ở phòng khách mà ngồi chơi đó là con vợ nó sẽ chướng mắt, con vợ nó sẽ chửi, hoặc con vợ nó sẽ nói, nó sẽ xúc xỉm, hoặc là nó kêu tại sao ngồi đây, tại sao không giặt đồ. Cái cách tốt nhất để có thể thỏa mãn được cái cơn nghiện game đó là một cái nơi an toàn và tránh né được cái sự những con soi mắt soi mói của con vợ là chỉ có toilet mà thôi. Đúng mà. Anh nói đúng không? Dạ, đúng. Quá tuyệt vời, không cần phải giải thích gì thêm. Ở nhà tôi cũng vậy đó. Dạ thôi, giờ con mong muốn Đức thay đổi điều gì nè? Có những cái là ví dụ như hỗ trợ vợ xíu, ví dụ mấy ngày mà anh không có đi làm buổi sáng, hoặc là ấy thì chăm con, phụ con một chút xíu. Rồi, cảm ơn hai con dạ, nha. Cảm ơn, cảm ơn chào. Cô chú dạ. Đẹp trai nên em cũng không để ý. Vợ em lúc đó thì lại gọi là hết tình, cũng ý đồ là rủ đi chơi xa, đi ăn Tết xa nhà để dắt em luôn. À, bây giờ thì xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to, thật kêu để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Cô vợ xinh quá. Chào hai em. Vâng, chào anh chị ạ. Hai em có cảm thấy thoải mái không? Cũng đang rất là thoải mái ạ. Chú rể tự tin đấy, còn em? Dạ, cũng hơi run. Hơi run. Dạ. Cho một tràng pháo tay để khích lại cô vợ. Mà hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Phúc Đan Nguyên, năm nay em 27 tuổi. Em đang làm tại một cái công ty truyền thông. Dạ, chào anh Hồng Vân và chị Quốc Thuận. Quên. Anh Hồng Vân. Chào anh Thuận và chị Vân. Em là Phạm Văn Điều. Em năm nay 28 tuổi, cũng đang là nhân viên của công ty truyền thông. Đó, hôm nay anh Thuận là gặp đối thủ rồi nha anh Thuận. Tôi nói cho anh biết à. Rồi bây giờ hai bạn hãy truyền tin cho tôi biết rằng là hai bạn là gặp nhau lần đầu tiên là ở đâu? Ở công ty truyền thông, thì hai người này cùng làm truyền thông. Đúng không? Đúng không em? Đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó, ôi, hay thế. Rồi nhưng mà là cơ duyên gì các bạn lại là tiếp xúc nhau rồi, quen nhau rồi, yêu nhau và cuối cùng là cưới nhau? Em thì cái lần đầu tiên mà em gặp vợ em bây giờ thì là cái một hôm em ngồi ở gọi cái lễ tân của công ty, vợ em nó lại chạy sang vào công ty nhìn rất là lạ, vào chị cho em mượn cái kim để em may lại cái ba lô, thì cũng gọi là có để ý từ đợt đấy. Còn em thì cứ để ý, tại vì thật ra lúc đó em nhìn em thấy không có đẹp trai nên em không để ý cho lắm. Ăn mặc hơi bị lôi thôi rồi ngồi đó. Giống như nhân viên đến xin việc em cũng không để ý cho lắm. Rồi tiếp theo, lúc đó là vợ em đang có quen một anh cùng làm với em luôn. Dạ đúng rồi. Sau đó thì khoảng tầm một thời gian, vợ em lúc đó thì lại gọi là thất tình. Lúc đó là tụi em có một cái hội ba người với nhau, có một anh ở cùng công ty luôn, thì mới quyết định là Tết thì cả ba đứa đều đang không có tình yêu, em thì đang thất tình, anh kia cũng thất tình, anh này thì đang chưa có bạn gái, nên là quyết định là rủ nhau về quê anh này chơi. Thật ra lúc đó thì cái anh đồng nghiệp ở trong công ty á, anh cũng hơi thích em, cho nên là chắc là cũng ý đồ là rủ đi chơi xa, đi ăn Tết xa nhà để nhưng mà ảnh lại chưa xong việc, cho nên là em với anh này lên xe về Đắk Lắk trước. Không ngờ là trong cái chuyến xe đó là dớt em luôn. Đỉnh mật. Hất tay chân luôn. Ngồi trên xe thì nói chung là cũng phải đi một đoạn rất là dài. Thì cũng hỏi là có mỏi không? Có cần mượn vai không? Ôi trời. Có mượn, thế đấy, cho mượn vai này, dựa vào. Rồi bấm luôn. Thì mượn luôn đến bây giờ đó. Chị hỏi nè, vợ em đẹp quá, em có ghen không? Em thì cái gì cũng biết, mỗi ngoại trừ không biết ghen thôi. Có thiệt không? Em rất là thắc mắc cho tới tận bây giờ luôn. Em hỏi hoài nhưng mà không có kể với em. Là cái đợt đó là em đi công tác trên Đà Lạt, thì ở nhà chồng em mới đi nhậu với lại bạn trai cũ của em, thì hai ông này ngồi nói cái gì nhau không biết, thì lại gọi điện cho em khóc lóc tùm lum hết, khóc vào điện thoại, khóc vật vã mà em không biết khóc chuyện gì. Em nói thì không nói, mà lúc đó thì em đang liên hoan với đoàn ở trên Đà Lạt, đang hát karaoke rất là vui. Em bực mình quá, em cúp máy, em lại gọi điện cho một cái chị khác ở công ty, em kêu chị ơi chị ra chị xử lý giùm em đi, em đang hát karaoke rồi. Xong rồi chị đó ra dỗ dành thì một hồi cũng nín khóc, nhưng mà cũng không nói lý do tại sao. Tới bây giờ cưới nhau rồi cũng không biết tại sao hôm đó khóc luôn. Em hỏi thẳng chồng đi, khóc sao vì vậy? Lý do gì? Em cũng không biết tại sao mà em không có nhớ. Bình thường đi nhậu khoảng 10 hoặc 12 lon gì đó, đâu là bị quên mất mình làm cái gì, hoặc là mình nói gì, hoặc là các thứ.
đâm ra là không có gì để nhớ để mà kể lại với vợ cái vụ đấy. Không nhớ luôn. Thật em không nhớ được. Có cái anh kia đỡ hỏi là sao? Các em yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ gần 4 năm ạ. Wow, 4 năm. Vậy thì tất cả mọi thứ cho đến cho đến cái ngày cưới nhau thì cái tình yêu của các em có suôn sẻ không? Suôn sẻ, hầu như không có chia tay cho đến gần lúc cưới. Khá căng thẳng. Em không, nói chung không biết là cái nguyên nhân là chính xác là cái gì, nhưng mà em chỉ nhớ có nói câu là bây giờ cưới không cưới thì thôi. Mẹ vợ em bây giờ là cũng phải gọi sang ngồi nói chuyện. Sao cái vụ gì vậy em? Tại vì thật ra trong suốt 4 năm tụi em yêu nhau lạ lắm, ít nói chuyện với nhau lắm. Tới cái lúc mà gần cưới thì là mới phải có nhiều chuyện để nói với nhau, bàn bạc rồi chuẩn bị các thứ. Thì vì nói chuyện nhiều với nhau cho nên nó mới xảy ra mâu thuẫn. Còn trước đó là không có nói chuyện với nhau. Chủ yếu là mâu thuẫn về cái việc phong tục á. Ở miền Bắc thì các phong tục cưới hỏi của người ta khác, rồi ở trong miền Nam thì lại khác. Vì chút xíu vậy thôi mà mém chia tay luôn đó. Dạ. Tại vì mình cũng nhận ra được cái là mình lúc đấy mình nóng quá. Mình nói câu đấy là lúc sau mình nghĩ lại, ủa sao tự nhiên mình nói câu đấy nhỉ? Là mình biết mình sai. Thôi bây giờ chuyển sang cái giai đoạn cái gì đâu clip. Bây giờ anh muốn hỏi em anh trước tiên nè, em có vỡ mộng gì về cái cô vợ này không? Dạ. Nói chung là ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Ôi trời ơi. Trong chăn có rận đấy. Trong cái chăn của bạn nó có bao nhiêu con rận? Cũng nhiều con rận nhưng mà em mới bắt được khoảng 3 con rận to. Có hai cái em kể trước là cái nếp ăn và cái nếp ngủ. Gọi cái nếp ngủ của vợ em thì đúng là bá đạo. Bá đạo nhất, gọi là chắc nhất cái vịnh Bắc Bộ luôn. Thì em ra đây em nằm em tả ra ngay. Em tả không tả được. Đơn giản nhất là cái hôm gần đây là có Euro. Chẳng hạn như hẹn là khoảng 2 giờ dậy xem Euro cùng với chồng. Rồi đặt báo thức cứ 5 phút một cái báo thức, 5 phút, 5 phút một cái báo thức. Nó báo thức liên tục. Bắt đầu nó kêu từ 2 giờ cho đến 8 giờ sáng. Mà vẫn không thích. Không thức, 8 giờ sáng mới chính xác thức dậy. Anh mở tivi coi Euro. Em ơi, 8 giờ sáng rồi. Dạ, còn đỉnh điểm hơn nữa là hôm mà nhà em có khách. Tối hôm trước đã gọi là sáng đi chợ mua đồ về nấu đồ ăn. Không thèm dậy. Còn em cầm hai chân em kéo ra giữa giường. Nửa người trên giường, hai chân dưới đất. Cũng không dậy. Thế là em đi chợ trước. Sau đi chợ xong về, mở cửa ra vẫn còn đang nằm ngủ. Nửa trên nửa dưới vẫn ngủ. Nửa trên nửa dưới hay thiệt, kinh khủng luôn. Rồi đó là nết ngủ. Còn cái nết ăn thì em không hiểu cái bụng vợ em ăn gọi là ăn truyền miên. Ăn lúc nào cũng ăn được đó, đúng không? Lúc nào cũng ăn mà ăn gọi là bất chấp tất cả mọi thứ, có nghĩa là trừ cái lá xoan đáng quá không xơi được đâu, còn lại ăn được hết. Buổi tối thì làm đĩa cơm chiên gà xoay mỡ to tướng, vừa được 30 phút. Anh ơi, đói quá, làm đĩa bánh cuốn, hai cái trứng vịt lộn nữa. Xong ly trà sữa. Đó, em không hiểu là ăn cái gì ăn gì. Mới đây thôi ạ. Vậy mà vẫn mảnh mai quá. Ăn nhiều nhưng mà có đi bác sĩ chưa? Dạ, ăn nhiều đâm ra là cái chuyện mà làm đồ ăn nó cũng gọi là độc và lạ đấy. Thánh truyền biến món quen món lạ, là món trứng chiên chẳng hạn, là thịt, rồi là mộc nhĩ, rồi là lạp xưởng, xúc xích cho vào trộn lẫn loạn loạn sườn ngậu, vứt vào lấy rồi chiên lên mang lại ten trang trí rau thơm đủ thể loại đấy. Xong đưa em ăn. Nhiều khi em bảo không hiểu là mình là người hay là heo nữa, ăn những cái đồ mà giống cắn rồi cắn đúng không. Cái con giận thứ ba thì con giận này thì hơi bị to. Vợ em có cái tính giận cái là bỏ về nhà mẹ, người ngoài người biết người ta không hiểu cho thì người ta nói mình thế này thế kia. Đó là ba con giận. Vợ đi tới em đi. Dạ, cái tật xấu đầu tiên của chồng em rất khó chịu, là nhiều chuyện. Nhiều chuyện cực kỳ, trời ơi, tao nói chạy em đi ngoài đường, chạy em đi. Cái thấy 3-4 người đang tụ tập bên lề đường, mày lại ngó một mấy cái đầu lại nhìn cái người ta đang làm cái gì. Rồi đơn cử như cái chuyện vợ chồng giận nhau, ví dụ như ngay cả em giận chồng em có bỏ về nhà mẹ em thì em cũng không nói gì với mẹ hết, mà qua hôm sau là cả công ty biết hai vợ chồng giận nhau. Là người đàn ông thích chia sẻ. Em chỉ nói với mỗi người. Rồi cái người đấy lại là cái người mà nói với công ty em đúng không? Đúng rồi, người ta truyền thông đi nhiều người. Công ty. Thông thái thứ hai của chồng em là đàn ông mà khi mà say á thì thường là bộc lộ hết được cái gọi là cái thật nhất trong lòng mình. Cái thật nhất. Dạ, chồng em thì có một cái tật là bình thường thì nhìn rất là điềm đạm như vậy, nhưng mà khi mà say vô là thích sờ mó. Sờ mó. Dạ, sờ đùi, sờ ngực của mấy anh con trai nhậu chung. Trời ơi, trời ơi. Tạ. Hả? Sờ đùi, sờ má, sờ ngực, trời ơi. Tại sao lại kỳ cục vậy nữa, nhưng mà thật sự là như vậy. Dạ. Em nếu mà cầu cái sờ mó va chạm một lúc nhậu thì em chỉ có mỗi một đối tượng là
Đó anh quay phim ở công ty. Nói chung sợ, sợ mấy anh cũng được, được sợ mấy cô được. Thì đó, chính ta vậy. Sao nữa, sao nữa? Dạ, nhưng mà qua hôm sau tỉnh lại thì không nhớ gì hết. Qua 15, 16 chai là không nhớ. Dạ, đó. Cái lý do mà vì sao mà em mỗi lần giận lên á, em hay bỏ về nhà, bỏ về nhà mẹ. Tại vì ảnh khi mà ảnh say lên á, giống như ảnh không có kiểm soát được nữa. Không còn biết mình là ai, không còn biết là mình đang làm gì nhiều. Nên thật sự là em sợ, không làm chủ được bản thân. Dạ. Mình. Nói chung là tại vì những người nhậu xỉn rất là dễ bị xích mích với hàng xóm. Không, chị em hiếp có vợ thôi, còn lại tất cả mọi người đều rất là vui vẻ. À, dạ. Anh này là tụi em mua nhà chung cư chưa xây xong là đã có một cái hội hàng xóm với nhau là hàng tuần gặp nhau ăn nhậu rồi. Nào mà nhậu với ông hàng xóm cái bên rồi cứ sờ mó ông hoài rồi. Bị vợ xứng không trời. Thực ra em là một cái người rất là thoải mái, thậm chí là em còn thích là rủ bạn về nhà em nấu đồ ăn cho, hoặc là đi mua ngoài về ăn rồi em dọn dẹp cho. Nhưng mà em chỉ mong một cái điều duy nhất là uống thì phải biết chừng mực. Cái gì cũng vậy, tới cái ngưỡng của mình biết là mình sắp say rồi thôi mình ngưng. Cứ sợ thôi, uống hết bia hay sao. Em bây giờ chỉ cần em có cái bia thôi, tự khắc ông này em sẽ bớt. Thì chị nghĩ như vậy nè, ví dụ như bây giờ đầu tiên chồng chưa tự control được á thì em hỗ trợ đi. Em cứ điêu trước nó, mọi người ơi, khẩu phần mỗi người là 5 lon thôi nghe. Chị nghĩ là như vậy, nó đơn giản thôi mà. Là đó, như vợ em nói em đó. Nhưng lúc mà em vượt ngưỡng là em mất kiểm soát, mà lặp đi lặp lại cái là nó sẽ tạo thành một cái hình ảnh rất là xấu. Hai người cùng làm chung một công ty nó giống như con dao hai lưỡi vậy đó. Hoặc là các bạn cùng tiếng, hoặc là các bạn sẽ bị chi phối bởi rất nhiều thứ đó. Cho nên là tiên là các bạn ấy là một cái khối đã. Ví dụ như là vợ nói là em xin tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh, em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Chào Tuấn Minh. Dạ. Đấy, con em em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền, và hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình? Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Nhưng mà nó là cái về sản phẩm dòng gì? Hàng là mỹ phẩm và sữa tắm, thì hầu như là sẽ là an toàn sức khỏe đến cho Việt, cộng đồng Việt Nam là chính, cho sức khỏe của con người ạ. Hay quá. Rồi bây giờ hai đứa chia sẻ cho chương trình được biết là các bạn bắt đầu quen nhau nó là như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau ra sao. Con đã nẹp em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng 96. Tuổi nhau dạ, hả? 96 là năm nay 27 ạ. 27 đúng không? 27. Rồi bây giờ kể cho Trình nghe đi, là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và lần đầu tiên chạm mắt nhau thì ấn tượng gì về nhau? Thực ra thì phần này thì em xin phép là em nhường vợ em vào trước. Tưởng đâu em được xin phép chia sẻ, ai vậy nhường cho vợ. Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là cho em chia sẻ một chút là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên. Thì trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác, nghề chính của em là nghề khác, thì kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại, cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập, đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Thì cái cảm xúc lúc đấy, những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng là một người, qua mẹ chồng kể ạ, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh, và lúc đấy em tưởng tượng là ông ấy sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Có lúc mình có hơi sợ một xíu bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Nhưng mà là bạn này có du học ở nước ngoài không? Dạ là... không. Dạ không ạ, bạn ở Việt Nam ạ. Nghe là bao nhiêu là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tháng, một tuần thôi ạ. Tức là thời gian nó rất là nhanh, từ trong một tuần đến ba tuần thôi ạ. Tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe được là con trai mẹ ngoan lắm, con trai mẹ đẹp trai này, học đầu óc kinh doanh giỏi, ABC các thứ. Thì lúc đấy em tưởng tượng trong đầu rất là một người rất là, không phải là người kiểu dạng như là thanh niên vui chơi ham chơi gì đâu ạ. Nhưng mà cái cảm giác lần đầu tiên này rất là sợ, đội mũ đen, sau đó mặc đồ màu đen và xăm trổ đầy mình luôn, sợ lắm ạ. nhưng mà cái spa đó là của mẹ. Dạ, chứ không có liên quan gì tới chồng. Đúng không rồi. Là chồng em không đúng có rồi. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về. Chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Đó, và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng hiểu hơn. Yeah. Thế hôm ấy chủ tịch đến làm gì đấy?
Dạ, hôm, chủ tịch hôm... bao quát giám sát thôi ạ. À thế hôm đến đến coi như là để xem xét thôi, vâng, đúng không? Vâng. Thế mà lại hầm hố xăm trổ như thế. Vâng. Sợ không, lắm. Chủ tịch là mẹ. Chủ tịch là mẹ chồng ạ. À thế con thế hôm chồng đến làm gì? Thế hôm hôm chồng hôm ấy em đến đó làm gì? Thực ra là một tháng sau mới tới. Em thăm cơ sở mới thôi. Ừ, đến thăm thôi vậy. Vâng. Thì đến xem cơ sở hoạt động vận hành như nào. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là Minh tại sao Minh lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Tại vì đấy cũng là cái chương trình em hay xem nên là em tò mò em xem thử. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, cũng không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Mà nên vô tình lại gặp. Vâng, nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp. Gặp cô này. Vâng. Thế xong thì em thấy thế nào? Thực ra thì em thấy bình thường. Tại vì mục đích chính đến chỉ để xem thôi, chứ không phải có ý định hay gì cả. Một người thì thấy rất đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này rất là khác thường. Vâng. Đúng không? Vậy thì sao lại là làm sao mà đến nhau, với nhau được ha? Được nhau. Dạ, tại vì là thật ra là cho vợ xin phép kể nhá. Tại vì là thật sự là con không có yêu chồng con, em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm đến như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc rất là đặc biệt. Quan tâm, lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt, và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh. Mặc dù nó khó khăn chậm nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là mình nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó. Thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... À tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Khoan, anh hỏi, ở trong một spa như vậy thì có rất nhiều nhân viên nữ. Dạ. Thế thì tại sao mẹ lại không đẩy thuyền cho con trai mẹ với các nhân viên khác, các cô gái khác mà là đẩy thuyền với con? Cái này thì em cũng chưa từng hỏi mẹ, nhưng mà em nghĩ là có thể mẹ nhìn đầu tiên là cái ngoại hình. Ngoại hình khi khả ái thì đâu đấy sẽ có một cái thiện cảm. Thứ hai là do cách làm việc, có thể mẹ nhìn thấy em khá là hiền lành và có thể phù hợp với con trai mẹ. Và đến bây giờ thì em thấy là em không phải là một người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn em là một người phù hợp nhất với con trai của mẹ. À, rất tự tin. Đó. Thế còn Minh, tại vì thấy cô này cũng không có gì bình thường cả. Vậy tại sao mẹ lại đẩy thuyền mà Minh lại... Thì thực ra thời gian đầu thì công nhận là em cũng ra hỗ trợ cái cơ sở đấy thật. Thì thời gian đầu hỗ trợ thì cũng hỗ trợ luôn cả vợ em bây giờ, là những cái công việc mà vợ em không biết. Thì kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Nên là nhiên bén tới lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó là mẹ chồng có cất nhắc em lên một cái gọi là... Dạ không ạ. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc trong cái chuyện học hành, làm ăn và kinh doanh. Cho nên là mẹ em có một cái tư duy và mindset rằng các con muốn làm sếp thì các con phải đi từ nhân viên để các con hiểu từng vị trí và vị trí trong công việc nó như thế nào. Thậm chí đến bây giờ chưa chắc mình đã làm sếp đâu ạ. Mặc dù là mẹ mình là chủ tịch nhưng đâu đấy mình vẫn phải học tập rất là nhiều. Vậy thì bao lâu thì hai đứa mới có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Hơn một tháng. Gớm lâu thế. Gớm đến hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau đúng không? Vâng, lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa thứ hết nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Lần đầu tiên thì tại vì lúc đầu vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không? Thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm. Em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Thế là lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu.
Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Tức là từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Wow. Mở mắt dậy là ở trong phòng chồng em luôn. Nhưng mà có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ. Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông này rất là tử tế. Với một người phụ nữ mà người ta đã có một chút tình cảm với mình, đi uống rượu, đi chơi, đi pub, rồi mặc quần áo, váy vóc các thứ đi chơi như vậy, thì lúc đấy đàn ông tâm sinh lý mà mình không thể nào mà mình biết trước được. Đúng rồi ạ. Nhưng mà chồng em thì không ạ. Hay quá. Và sau bữa đó là càng càng ngưỡng mộ bằng ấy. Càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng thế mà còn lần thứ nhì? Ủa khoan, nhưng mà cái lần nó đi về có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Mẹ biết không? Thực ra lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ em cũng không biết. Chắc mẹ ngủ. Nhiều khi mẹ biết mà thôi mẹ lơ luôn. Dạ cũng đúng đấy ạ. Mẹ chồng đấy là em đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy, về nhà chồng em với chồng em trước khi bọn em cưới đi chăng nữa, nhưng mà mẹ rất ủng hộ. Và mẹ tức là mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Rồi lần rất hay. Rồi đưa lần được lần đầu rồi có đưa về lần hai không? Dạ có chứ ạ. À, lần hai như thế nào? Có trong tình trạng say xỉn nữa không? Không ạ. Và những lần sau là không say xỉn nữa rồi. Tại vì sau cái lần đầu thì vợ em cũng biết là em uống bia rượu tốt được như nào. Thì lần sau cũng không rủ nữa. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy, được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần rồi nó cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón đi lên nhà chị, đi ngủ để sáng sau đi làm thôi ạ. Chỉ như thế ạ, chỉ đến đi để đi ngủ và sáng sau đi làm thôi. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Đến bây giờ kể lại mà tim vẫn đập thình thình thình. Là Hoàng là ở riêng hay là ở chung với bố? Dạ ở riêng với bố. Bố ở gần đấy thôi. Bố ở gần đấy thôi chứ bố không ở chung với các con, để cho các con có cuộc sống độc lập hơn. Nhưng mà buổi tối đi qua bố trách cam ạ, nhà có cam, bố trách cam ạ. Thế rồi sao? Không nói là bố biết rồi bố. Bố gọi điện ạ. Lúc ấy là chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì bố gọi điện. Con đang ở đâu đấy? Con có ở nhà không? Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Vậy hả? Về nhà chờ bố đi xong lại đi ạ. Rồi như vậy là qua bên nhà bạn trai đúng không? Là tối là tá túc bên đó. Vâng. Tối có sinh hoạt và trò chuyện với chủ tịch được không? Dạ về sau thì có ạ. Về sau thì chủ tịch biết rồi. Và giống như là ở chung nhà luôn rồi đúng không? Vâng, chủ tịch biết rồi thì chủ tịch còn khuyến cáo về chủ tịch còn ủng hộ việc đi làm xong về nhà tắm rửa ăn cơm cùng. Tức là không phải về nhà xa xôi nữa bởi vì nhà em khá là xa. Đấy còn bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Lúc ấy bố mới biết. Dạ, lúc ấy bố mới biết. Lúc đó phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Em là con gái đạo gốc, mẹ mất sớm và xung quanh họ hàng thì các cụ rất là cổ hủ, chưa được văn minh lắm. Người ta vẫn sống theo cái truyền thống của gia đình Công giáo là phải học giáo lý hôn nhân, không được có bầu sớm. Mà trong khi đó em thì con gái đi làm sáng tối xong rồi có bầu sớm, có bầu trước. Em rất là sợ nên em không có dám nói. Nên là ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế. Lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân. Thông thường thì bọn em phải học giáo lý hôn nhân từ 3 đến 6 tháng. Nhưng lúc đấy lại vẫn là đại dịch đấy ạ. Thì bọn em có xin học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới cách đây nhưng mà cùng đạo không? Dạ không, chồng em không có đạo. Mình là đạo Phật. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao? Chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu. Nhưng lại lo không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Đó.
Nhưng mà là bé là nay là mấy? Bạn được 15 tháng. 15 tháng. Con trai hay con gái? Dạ, con trai ạ. Con trai. Ôi thế là có chi giống rồi, là cụ bà nội là sung sướng lắm rồi. Đúng không? Đúng ý luôn á. Lúc đầu mẹ em cũng bất ngờ, nhưng mà sau thì lại bình thường, lại cảm thấy mọi thứ nó kiểu đến là trời cho. Nên là con cháu các thứ thì rất là hạnh phúc thì có thêm người thôi. Là bây giờ ở với bà nội đúng không? Dạ, vâng. Hai vợ chồng ở với bà nội luôn. Vâng. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. Đó, đang là nhân viên bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của em á thì nó như thế nào, có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có. Bởi vì trong một tập thể có nam có nữ, mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy, em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi, chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực gì? Công việc lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn, hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên, để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi, nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần. Cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy, làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? Mẹ em sinh năm 66. À, thế em là khỏe lắm ạ. Bằng tuổi chị à? Mẹ là trẻ khỏe đó, năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn. Thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính Ngọ là như thế. Thực sự những tất cả những phụ nữ Bính Ngọ. Không, nhưng mà thực ra là như vậy nè. Nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó, cho nên là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui. Chứ bà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi, không chịu nổi ra. Thế rồi là trong cái giai đoạn mà yêu nhau như vậy á, thì có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Rồi có chia tay hay không? Dạ, có những cái biến cố gì không? Cãi nhau, cãi nhiếc gì không? Có chia tay chia chân gì không? Bọn em chưa một lần nào chia tay với nói lời chia tay với nhau. Mà chỉ có dừng lại ở cái mức độ là hai vợ chồng tranh luận cái vấn đề là nó quá bức xúc với nhau và nói có to tiếng thôi, chứ không chưa có một lần xúc phạm, chưa có một lần nói chia tay. Và sau khoảng, nói chung là trong khoảng 24 tiếng, nói chung là 2-3 tiếng đổ lại thôi, là chồng em chủ động làm lành để cho vợ bớt bị buồn, bớt bị tổn thương. Hoặc là để lâu quá nó thành thói quen, hôm nay 1 tiếng, mai sẽ thành 2 tiếng, mai 2 tiếng thì mai sẽ thành 3 tiếng, nó như vậy. Nên là em nghĩ là bây giờ giới trẻ rất là văn minh và hiện đại rồi. Và họ luôn tìm mọi cách để cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thật ra là chắc chắn là bạn Minh này sẽ rất là yêu thương người yêu lúc đó, là bởi vì là có tin vui. Vâng, cưng lắm, lúc chắc chiều chắn là lắm sẽ ạ. Rất là chiều chuộng. Vâng. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề, chẳng hạn như cái này giống như cái phim mà Pretty Woman á. Cái cô gái người đàn bà gọi là gì đó? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp á, đúng Julia không? Julia Roberts. Có nghĩa là khi mà mình á, thực ra thì mình bước vào trong cái gia đình của chồng á, là với tư cách của một nhân viên làm việc cho cái công ty của mẹ chồng, xong rồi đùng một cái và mình lại bước vào trong một cái thế giới đó mà nó khác hẳn cái mà thế giới của mình. Thì em thích nghi nhanh không? Có nghĩa là em có bị kiểu như là bị confused ngay cái lúc mà khi mình về á, rồi mình có thích nghi có, nhưng mà em là người thích nghi khá là nhanh và em cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của em nó quá tốt so với cuộc sống trước đây. Em có kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền, nhưng em chi tiêu cũng rất nhiều tiền và phải sinh sống cùng với em trai cũng phải lo cho em nhiều hơn. Và bản thân mình khi chưa có gia đình thì mình sẽ lo rất nhiều thứ, mình phải chăm em rồi phải nuôi em rất nhiều thứ. Nhưng mà khi lấy chồng em cảm giác như là em được người khác nuôi á. Nên là em cảm thấy rất sung sướng, nhẹ nhàng. Ngày hậu tháng này đi làm được bao nhiêu tiền cũng được, lương như thế nào cũng được, bởi vì mình đã có chồng lo, có mẹ chồng lo, có gia đình chồng lo cho mình. Mình chỉ cần chăm sóc tốt cái gia đình nhỏ của mình và đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, bố nhà vợ, nhà gái và nhà trai đó. Đó, còn lại thì em không phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng ngày xưa là suốt ngày đi gặp đối tác này, hợp đồng này có được ký không, khách này có duyệt cho mình job này job kia không, nhưng bây giờ thì không ạ. Nhưng mà mẹ của mình là có gọi là sao ta, bà có khai thác hết cái mà cái khả năng của vợ con không? Tại vì của vợ của mình không? Tại vì như là em nói là em về cái chuyên môn mà về da rồi về mọi thứ thì em rất là ok. Thì mẹ có khai thác cái việc đó không? Ví dụ như bây giờ thay vì hồi đó là nhân viên, bây giờ bà phải cất nhắc lên để cho em quản lý em ở cái trên cái vai trò khác để cùng với bà thúc đẩy công ty á. Vâng.
thì mẹ khai thác triệt để. Mẹ khai thác triệt để và thậm chí mẹ còn thúc giục em phải đi học, con phải đi học đi, muốn làm quản lý được công ty, phát triển được công ty. Công ty phát triển tức là mình giúp được rất nhiều người có công ăn việc làm. Vậy thì mình phải đi học thêm để có đủ kiến thức thì công ty mới phát triển được. Với những gì em chia sẻ về mẹ chồng thì anh cũng nghĩ đó là điều mà chắc chắn bà sẽ phải hành động như vậy. Vâng. Tại vì chắc chắn sau này mọi thứ đều là do hai vợ chồng coi như là thay thế cho bà. Là Minh là con một à hay sao? Dạ vâng ạ. Em rồi rồi. Thế thì đúng là em bị áp lực về cái công việc và cái làm sao để mà cho mẹ không có thất vọng về thực ra thì, về mình. Thực ra thì bản chất của em không phải là con một, em là con hai nhưng mà chị em mất được hơn 10 năm rồi. Thì lúc đầu thì em là con hai thì em sẽ được cưng chiều hơn, nhưng mà bây giờ em chỉ còn một mình thôi nên là mẹ sẽ kiểu mẹ sẽ dốc toàn tâm, xong mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Nên là vô hình chung là hai vợ chồng em sẽ bị gánh nặng về áp lực nhiều hơn. Đúng rồi. Tại mẹ giỏi quá. Đúng rồi, mẹ có mẹ giỏi quá và mẹ rất muốn là truyền hết những cái gì mà mẹ có cho hai đứa. Vâng. Hiện tại thì mẹ vẫn đang ở Hà Nội. Dạ vâng, mẹ em có nói với em một câu, lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau. Mẹ em có nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ, và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Mẹ em mà có ở đây chắc là bà sẽ rất là vui. Bà sẽ xem có lại ở đây tức là thôi. Có ở phim trường này thì sẽ rất là vui khi mà nghe được cũng như là nhìn thấy được những cái điều mà em vừa chia sẻ. Hiện tại là mẹ đang ở Việt Nam hay ở đâu? Mẹ đang ở Việt Nam, đang ở Hà Nội. Mẹ em một năm thì cứ sang Đức vài tháng xong lại về Việt Nam vì mẹ định cư ở Đức. Nên là chủ yếu là hai vợ chồng ở Việt Nam là chính, và cái công ty là công ty xuất nhập khẩu cho nên bắt buộc mẹ phải sang Đức. Mẹ định cư bên đó để mẹ làm việc với đối tác bên Đức. Tuổi này rồi mà phải đi đây đi đó để mà chăm lo cho tất cả mọi thứ. Vẫn ok. Đây thì chú cứ nhìn tôi đây này, chú làm sao đấy? Đã già đâu mà. Thì em có nói gì đâu. Cho nên em là khen chứ. Cho nên em khen về những người phụ nữ tuổi đấy. Mới còn trẻ măng. Hoàn toàn là cứ yên tâm về mẹ. Hai đứa hiện giờ là vẫn cứ hoàn toàn yên tâm về mẹ. Mẹ vẫn là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho hai đứa. Tuy nhiên là sẽ phải cập nhật từng ngày một để mà đỡ đần cho mẹ. Thực ra thì để cho mẹ nghỉ ngơi, để mẹ tận hưởng á, chút nào hay chút đó. Nhưng mà nếu mà chưa được thì mẹ cũng vẫn là một cái bệ đỡ rất là vững vàng, yên tâm điều đó. Em cũng thấy như vậy. Thôi thì mình qua chương 2 đi nhỉ. Mình sang đến chương 2. Hai vợ chồng thấy rất là xứng đôi. Sẽ còn hạnh phúc tiếp nối nhiều hơn nữa. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc. Đúng không? Đúng và rồi. Mẹ bây giờ cho dù ở Hà Nội hay là ở Đức thì mẹ cũng đang rất hạnh phúc bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con đã dâu tạo ra mẹ. Hạnh phúc cho con. Đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đến kia đi. Dở trang qua chương 2. Trang này hai vợ chồng sau hôn nhân. Quá. Anh chồng thì rất là hiền, không? Đó. Nói chung rất tử tế. Và cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi, rất là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ, tật xấu của chồng con thì tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em, chồng em quá hoàn hảo. Cho nên là em không thấy có tật xấu, và chỉ có một cái vấn đề duy nhất, đấy là đàn ông thì sẽ có cái tật lười thôi. Cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả, nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ. Cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Chứ còn em thấy chồng em quá hoàn hảo. Cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn lâu xuống chân. Nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi mà. Em thấy cái đấy nó là điều bình thường. Nên với em, chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó. Đã gọi là đa quá. Giống như đa con ấy. Con làm gì cũng thấy thương á. Làm gì cũng thấy ok. Không tin. Cứ phải có mình phải giật lá tìm sâu thôi. Thì lười đào đó. Mới thôi. Thì lười là tật xấu, nhưng mà vừa mới nói đâu. Không phải lười đối với tất cả người khác đó là tật xấu, nhưng mà chưa gì là bạo biện liền rồi. Nhưng mà lười thì em nghĩ là em ai chẳng lười lâu, đại khái như thế. Không, bây giờ hỏi cái này nè. Không, mình phải giật lá tìm sâu thôi, phải bươi móc thôi. Anh ấy có ghen không?
chồng em thật ra là không ghen nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và thật ra là em đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông, sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm, cho nên là chồng muốn sao thì em chịu vậy thôi. Đấy, thế chứ nó cũng bạo biện luôn. Có nghĩa là chồng có ghen, thực ra là chồng có ghen nhưng mà nói theo một cách nhẹ nhàng một chút là chồng em không muốn em tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác. Có khó ăn không? Đó, có ạ, khó ăn lắm ạ, nhưng đó, mà em cũng khó ăn cùng ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn? Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu, không cần phải ngay. Có lười có lười nhưng mà bớt đi một xíu. Thứ hai là chồng sẽ em muốn, mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty, nó em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa, bởi vì những năm qua Covid và sự ảnh hưởng nó quá khó khăn, doanh nghiệp nào cũng vậy ạ. Và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới, rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình. Nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi ạ. Tại thực ra cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đó em. Vâng. Nha. Đấy. Nha. Rồi sắp tới sẽ còn rất là nhiều những khó khăn. Trụ được và lo được cho các nhân viên đó. Và làm sao giữ được cái thương hiệu, giữ được những cái gì mà của mẹ để lại, đó là thành công. Dạ. Mẹ. Rồi, bây giờ tới em đó Minh. Bây giờ tật xấu của vợ em à? Đó. Đúng rồi. Này khó chia sẻ quá. Chồng cái gì? Chia sẻ thoải mái. Thực ra nói bảo vợ tật xấu thì cũng không hẳn, nhưng mà vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ thì vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều, ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười, em đang nằm, em không giúp đỡ vợ cái gì, vấn đề gì này. Nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức mà mình kiểu phát điên lên. Cáu ạ. Nhưng mà vẫn không làm đâu ạ. Cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Đấy là coi như là nói nhiều hay cảm ràm. Nó cũng xuất thân từ mình. Một tật xấu. Tại mình lười cho nên là cô ấy cảm ràm. Đúng không? Đó. Rồi còn gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết. Thực ra em không phải không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục. Ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể rất chi là điên, em bỏ ra chỗ khác mà em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng, không có nói là. Thế tôi không làm. Tại vì nói lại là nói nó thì sẽ bắt đầu. Đã thế tôi không làm. Đấy. Nói nữa. Tại vì đằng nào mình đã đi ra khỏi nhà luôn. Tại vì đằng nào mình đã bị nghe như thế rồi. Bây giờ mình không làm nữa. Ví dụ mà mình làm có cái vấn đề gì nó sai hoặc là nó không đúng ý của vợ, mình lại bị nói tiếp. Mệt lắm. Đó. Nói mà nói double là coi như chết. Mình không nghe thấy gì. Đúng không? Đấy, thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là có cái gì nữa không? Cảm ràm, đúng không? Cảm ràm nói nhiều. Có ghen không? Ghen thì sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Có chứ ạ. Đàn phụ nữ ai cũng ghen hết. Nhưng mà quen cái mức độ như thế nào? Thực ra thì mì cây nó có 7 cấp độ thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen thì em nghĩ cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi rồi, là dữ. Nhưng mà em kinh không rồi, em không để vợ em phải ghen bao giờ. Tại vì nhưng mà trước giờ có cái vụ ghen nào mà nó lớn không? Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng, nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu. Có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng, nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu, ghen ngầm đúng không? Mà có bao giờ mình bị bắt gặp cái gì không? Ví dụ như lỡ thả tim, lỡ like vô một cái bóng hồng nào đó. Em thấy là em hỏi liền ạ. Mấy cái đấy là chuyện vặt thôi ạ. Trừ khi là nhắn tin riêng với một cô nào đấy hay là... Mà trước giờ có bắt gặp không? Dạ không, không có nhắn tin chưa riêng. Bị phốt bao giờ hả? Dạ chưa. Nhưng mà trước khi mà có em bé, để sinh em bé đến giờ ấy ạ, thì chồng em em cảm giác như là ông ấy chỉ muốn ra ngoài đường là chỉ muốn thể hiện là mình là một người chưa người yêu, chưa có vợ, chưa có con, nên là cảm giác của mình không được an lòng thôi. Đấy, thì nhưng mà chồng em được một cái là rất hay lắng nghe vợ và bảo vệ vợ, cho nên là khi em có chia sẻ về cái việc đấy, em rất là thẳng thắn, em nói luôn là chồng làm như vậy ABC, chồng khiến cho vợ cảm thấy không an tâm, và đấy là lý do vợ không tin tưởng một người đàn ông, nên là muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà phải để cho người phụ nữ của mình phải thật an lòng. Đúng. Sau lần đấy trở đi thì chồng em không còn như thế nữa. Đúng rồi. Đấy. Thôi, bây giờ Minh muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em lười thôi. Chỉ là nói ít lại thôi, đúng không? Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít thì cũng được. Chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Đây là một cái vấn đề cái này nó tỷ lệ nghịch lắm luôn á. Nếu mà không nói thì làm sao ông làm?
Vâng. Không, nhưng mà với người đàn ông này á, là đấy, hồi nãy là người ta lại cọc ngầm nhá, cọc ngầm nhá, hiền nhá, cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Đấy, càng nói sẽ càng không làm. Với lại anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói như chồng em làm đi ạ. Nhắn tin khó. Không, không phải đâu. Đến một lúc nào đó đó, tức là thực sự nha, cái này là chị nói thật sự á, là bạn này á, là năm nay bạn sinh năm 96. Vâng. Đúng không? Bằng tuổi 96 mà. Thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn. Đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ á, thì là đã đến tuổi chín chắn rồi. Trưởng thành. Đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ. Lúc đó là lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng. Cho nên rằng á, là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa. Vâng. Đừng ai nói gì hết. Tại vì bạn đã sống trong một cái môi trường như thế rồi. Có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái gọi là bạn không phải không, tức là bạn mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi. Vâng. Và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi, vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Vâng. Thành ra là em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Vâng. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được, nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Vâng. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ, thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn, chứ đâu phải là với một ai đâu. Vâng. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Vâng. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Vâng. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi, em không giỡn mà. Chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó. Nha. Nó khoe mà đó là thật sự. Nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Nha. Thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Ừ. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn, cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế. Đỡ đần cho mẹ là chỗ dựa để có thể cho vợ, cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Dạ. Thành ra thôi, cái vấn đề lười thôi. Đừng nói nữa, kệ đi. Đến một lúc nào nó tự nhận thức nó. Dạ. Tại sao vợ mình cũng như mình, cổ vừa phải trông con này, cổ lại sanh nở cho mình này, rồi cổ lại phải làm tất tần tật mọi thứ. Thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Vâng. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ cứ tất bật, tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài, tự nhiên bạn ngộ ra là à, ngày xưa mẹ cũng thế, ngày xưa mẹ mình cũng như thế. Vâng. Thì thôi mình phải chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi, thương mẹ và sẽ là thương vợ thương rồi lắm, thương con thương mẹ đấy. Lắm. Đúng rồi. Yeah. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần động đến rồi. Mẹ thôi. Yeah. Là đấy, hình ảnh của Chê Phi đó. Y như thế. Rồi. Xin cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi hy vọng một dịp nào đó anh Thuận với chị Hồng Vân có dịp ra Hà Nội. Dạ. Sẽ đến với dạ. Dạ, vâng. Em rất hy vọng được đón anh chị ở ngoài Hà Nội. Dạ. Rồi xin chào. Rồi.